Nửa đêm nửa hôm, ai vậy chứ? Lão Lý mở cửa ra nhìn, là một ông lão. Lý đại phu, thái thái nhà tôi khó sinh, ông mau qua đó xem đi. Người này nói chuyện vô cùng kỳ lạ, và lại tối nay gió rất lớn, trông có chút tà môn. Lão Lý do dự một hồi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi theo. Hết cách, vì nghèo mà. Quá trình đỡ đẻ rất thuận lợi, mẹ tròn con vuông, đại thái thái dặn dò phải thưởng nhiều một chút. Nhưng mà tuy nói ngoài miệng như thế, nhưng tổng quản chỉ đưa một hũ đậu vàng. Lão Lý đứng nhìn không dám lên tiếng. Gia đình giàu sang, phú quý thế này, làm gì có chỗ cho ông ấy lên tiếng chứ? Ông ấy vừa nghĩ vừa cho tay vào trong túi. Lý Trường Phúc vô cùng kích động, đây nào phải đậu vàng chứ? Đây rõ ràng là vàng thượng đẳng ở Hưng An lĩnh. Ông ấy bước ra khỏi kiệu quay đầu nhìn, không ngờ kiệu phu lại là người giấy. Người trong thôn đều nói rằng, người phụ nữ được lão Lý đỡ đẻ lúc đó là Hồ Yêu, bởi vì không lâu sau, người nhà ông ấy đều chết, người vợ treo cổ chết trên trần nhà, con trai chết đuối trong vũng nước, còn ông ấy bị thiêu chết trên lò bếp. Mộc, thủy, hỏa, ngũ hành giết người. Thôn dân cảm thấy chuyện này có oan khúc, thế là đã mời lão thần tiên Lưu Nhị ra tới. Nhị ra quan sát một lát, chỉ nói ra hai chữ bổ củi. Mọi người đều tưởng rằng ông ấy muốn bày trận, nhưng ông ấy lại nói dựng sân khấu hát kịch. Nhị ra nói với họ, kẻ hại chết cả nhà lão Lý không phải quỷ thần mà là một con khỉ, lát nữa mọi người sẽ biết thôi. Nói xong, ông ấy chuẩn bị một con gà, phết mật ong khắp mình gà rồi cho vào trong vại. Thế là cạm bẫy đã làm xong. Thôn trưởng đặt chiếc vại ra giữa sân, kết quả vừa đặt xuống, con khỉ liền đi vào. Ông ấy sợ tới nỗi không dám cử động. Nghe nhị ra nói, con khỉ này thích náo nhiệt, nhìn thấy hát kịch chắc chắn nó sẽ bị thu hút đi tới. Nhưng mà tới lúc đó không ai được động đậy, bởi vì trên người con khỉ có một mùi, mùi đó sẽ khiến con người nảy sinh ảo giác. Con khỉ người thấy cả mật ong, giơ tay cho vào chiếc vại, kết quả là cho tay vào dễ, rút ra thì khó. Con khỉ bắt đầu hoảng hốt, trực tiếp đập vào đầu thôn trưởng đen đủi. Đầu của thôn trưởng cũng rất cứng, ông ấy lập tức đứng dậy bỏ chạy. Đám thôn dân cũng hoảng sợ bỏ chạy theo. Nhìn ra thấy cục diện có chút hỗn loạn, rất dễ xảy ra mấy vụ trà đạp lên nhau. Thế là ông nhảy xuống từ lầu 2, hạ cơ quan xuống. Con khỉ lớn lập tức bị nhốt lại. Phải làm tới mức này sao? Con khỉ hét lớn về phía thôn trưởng, thôn dân lập tức rơi vào ảo giác. Thời gian quay về năm đó, lão Lý và ông lão kia đi vào trong núi cứu người, là cứu vợ ông ta. Chú ý mà xem, ông lão đầu video đã đổi kiểu tóc, cho nên có người không nhận ra đâu. Sau khi lão Lý chữa bệnh xong, ông lão kia liền đem tới một túi đậu. Bây giờ thợ săn giàu như thế rồi sao? Ông lão nói như thế này, tổ tiên nhà tôi từng làm việc cho hoàng thượng, trông coi long mạch trên ngọn núi này, nhưng nói cho ông rồi, ông đừng nói cho người khác đấy. Sau khi ông lão tiễn lão Lý rời đi, nhìn thấy bên cạnh có một con khỉ bị thương, ông lão không đành lòng, cho nên đã ôm nó về nhà cứu chữa, rồi nuôi làm thú cưng luôn. Thời gian chuyển tới nhiều năm sau, hôm đó thôn trưởng cùng lão Lý đang chỉ đường cho một đám người cầm súng. Lão Lý đúng là tiểu nhân, vì tiền nên đã nói ra toàn bộ chuyện của nhà ông lão kia. Đám người này tới để tìm long mạch, bây giờ chỉ thiếu một tấm tàng bảo đồ. Sau khi nghe xong, ông lão kiên quyết không đồng ý, nhưng trên đường tới đây, bọn chúng đã bàn bạc trước phải tiên lễ hậu binh rồi. Hai người vung dao lên chém, không ngờ lại giết chết cả nhà ông lão, sau đó ngồi ngay tại chỗ chia chác cổ vật. Tàng bảo đồ thuộc về người thần bí, khế ước đất thuộc về lão Lý và thôn trưởng. Bọn họ đều không chú ý, trên cành cây cách đó không xa có một con khỉ đang ngồi đó, cho nên mới có ngày hôm nay. Con khỉ biết ơn ông lão, đầu tiên là giết cả nhà lão Lý, bây giờ tới lượt thôn trưởng. Nó đạp bay lồng gỗ ấn thôn trưởng dưới mặt đất cào cấu, còn nhị gia thì đứng bên cạnh điềm tĩnh quan sát. Ông ấy cũng mặc kệ, giết người đền mạng, đáng đời. Sau khi trừ khử xong thôn trưởng, con khỉ nhảy đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tiếp theo đây sẽ tới lượt người thần bí kia. Nửa đêm nửa hôm, sao trong căn miếu hoang lại có thêm một người phụ nữ. Đại ca bảo tiểu đệ đưa cho cô ấy một tấm bánh, muốn hỏi tại sao cô ấy lại đi một mình. Cô gái điên điên khùng khùng hỏi ngược lại họ rằng, sao tôi lại đi một mình chứ, không phải còn một đứa bé sao, chôn ngay dưới chân ông đó. Mọi người hú hồn một phen. Người phụ nữ tiếp tục nói, lão gia nhà tôi sống ở Sơn Hải Quan, canh tử niên không thái bình, nên tôi đã dẫn theo con. Đại ca, canh tử niên tức là hơn 100 năm trước đó. Hai, thì ra là nằm mơ. Lão đại tỉnh giấc, muốn ra ngoài hút điếu thuốc, kết quả ông ấy vừa đứng dậy, phát hiện miệng tiểu đệ sùi bọt trắng, dưới chân thực sự xuất hiện hai chiếc lỗ. Coi như ông ấy mạng lớn phát hiện sớm, cho nên mới đưa những huynh đệ còn lại chạy thoát. Lão đại vừa kể được một nửa, thủ hạ liền bưng tới hai bát canh. Đồ đệ đang định uống, nhị gia lại ngấm ngầm bấu chân anh ta. Họ đã đặt bát canh xuống, nói rằng trời không còn sớm, chúng tôi không làm phiền nữa, cáo từ. Nói xong hai người liền quay người rời đi. Họ vừa đi, mấy người phạm vỡ phía sau liền biến sắc. Nhị gia đã nhận ra thân phận của họ kỳ lạ. Đầu tiên, miệng toàn văng tục, thứ hai bên hông có dao, thế làm gì phải đào nhân sâm chứ, cảm giác không phải trộm mộ thì cũng là cướp bóc. Ông ấy giải thích cho đồ đệ được một nửa thì lại nghe thấy ở gần đó có tiếng súng, thế là họ liền quay về quan sát. Một tên thổ phỉ trong đó sắp chết rồi, trước lúc chết hắn liên tục nói nhảm, đại khái là nói về chuyện này. Tối hôm đó mấy người họ tới một căn miếu hoang, quả thực đã nhìn thấy người phụ nữ đến đó. Lão đại sợ gây thêm rắc rối nên dặn dò thủ hạ nghỉ ngơi nghiêm túc, đừng gây chuyện. Người phụ nữ thấy họ ăn uống, thế là cũng vạch áo cho đứa bé giả bú. Kết quả vừa cho bú thì tên mập bên cạnh liền nổi tính háo sắc. Nửa đêm mọi người đang ngủ, tên gầy bị đánh thức, hắn ta nhặt được nửa miếng ngọc bội của người phụ nữ. Nhìn thấy tên mập đang làm nhục cô ấy ở bụi cỏ,
Không ngờ rằng sau khi nghe thấy lão đại không hề quản, mà chỉ nói xử lý sạch sẽ một chút, tên gầy không phục bây giờ đã bị canh thuốc mê xử lý rồi. Hắn ta không biết rằng lão đại là tứ thúc của tên mập mấy ngày này vào trong núi, bởi vì nhận được một phi vụ lớn. Chủ thuê muốn tìm một cái cây mặt người, nói là long mạch và quạng vàng đều ở dưới đó. Mấy người đi được một nửa, tên mập thấy bên đường có thứ gì đó, thế là hắn liền nhấc lên. Không ngờ lại là một con rắn lớn. Hai chú cháu tên đó đúng là chỉ giỏi bán đứng đồng đội. Mấy người lót đường, tôi rút lui trước. Thế là một nhóm người chỉ còn lại hai bọn họ. Trong lúc hoảng hốt, họ lăn tới một sơn cốc lạ. Không ngờ rằng trong họa lại có phúc, trước mặt bọn họ chính là cái cây mặt người. Lão đại rất vui, muốn qua đó xem sao, nhưng sơn cốc đột nhiên truyền tới giọng hát. Sau khi họ nhìn thấy cây mặt người thì một bóng người liền bước ra, không ngờ lại là người phụ nữ điên ôm con kia. Rõ ràng cô ấy đã bị tên mập giết chết. Lão đại rất sợ hãi, bắn một phát súng về phía đối phương. Người phụ nữ điên rất yếu, một phát súng đã gục xuống. Nhưng tiếp theo đó, phía sau cây lại bước ra người thứ hai. Lão đại lại bắn súng, tiếp theo là người thứ ba, người thứ bốn. Ông ta liên tục bắn súng trong sơn cốc, không biết là đã giết chết bao nhiêu người rồi. Nhị gia ở bên trên nghe một cách rõ ràng, nhưng ông ấy không dự định đi xuống. Ông ấy đã biết là có chuyện gì rồi. Truyền thuyết đồn rằng trong sơn cốc này có một cái cây, có thể ghi chép sự việc, ân oán gì đó, thì để họ tự giải quyết. Hai người thấy người phụ nữ sống lại, bắn mãi mà không chết, lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Con rắn kia ở ngay con đường mà họ phải đi qua. Con rắn há lớn miệng nuốt chửng cả hai bọn họ. Nhị gia nghe thấy tiếng kêu, lúc này mới dẫn đồ đệ đi xuống sơn cốc. Quả nhiên họ cũng nhìn thấy người phụ nữ đó. Người phụ nữ chỉ nói một câu, thì ra không phải anh, sau đó liền tan biến. Nhị gia không hề chú ý tới phía sau ông ấy có một con khỉ đang ẩn náu. Trời mưa gặp phải một bà lão thì nhất định phải cẩn thận. Hai chàng trai thấy trong rừng có một hộ gia đình, bèn gõ cửa xin vào trong trú mưa. Người này hoàn toàn không phòng bị, uống xong canh còn khuyên đại nương cũng uống một bát. Đại nương, bà cũng ăn một chút, tôi đã có tuổi rồi, khi nào thấy đói thì mới ăn. Nửa đêm đồng đội bị tiếng động gì đó đánh thức. Đại nương nói nửa đêm đói rồi muốn ăn chút cà rốt lót dạ. Đồng đội cũng không nghĩ nhiều tiếp tục nói, ăn ít. Muốn ăn không? Câu chuyện này khiến người trong phòng đều hoảng sợ. Sau khi tiểu soái trải qua chuyện này thì lại bị quân phiệt bắt tráng đinh, cho nên mấy năm liền vẫn không được về nhà. Bây giờ anh ấy mới biết vợ mình đã chết rồi. Hai vợ chồng họ cũng rất thảm. Mọi người đang nói được một nửa thì đột nhiên có hai người xông vào. Bọn họ nói nhị đạo Bạch Hà bên cạnh có vài tên du côn đi tới, trong thôn sắp bị bọn chúng chiếm lĩnh rồi, cho nên bọn họ không còn cách nào khác mới phải tới mời nhị tiên xuất núi cứu người như cứu hỏa. Nhị gia dặn dò đồ đệ vài câu liền rời đi. Mà trên ngọn núi gần đó, chàng trai nói với người tây rằng lão già đó bị chúng tôi dụ đi rồi. Nhị gia đi cùng bọn họ một đoạn, cảm giác có gì đó kỳ lạ, thế là ông liền giả vờ cúi người thắt dây giày. Bọn chúng quả nhiên đã để lộ kẽ hở, bây giờ cũng không cần phải che giấu nữa. Sau cây oạt xông ra vài tên vây lại cầm súng chĩa về phía nhị gia. Mấy con báo mốc trốn trong lùm cỏ tôi đều biết, huống hồ là mấy tên xúc sinh này. Nói thêm về đồ đệ, tiểu soái vẫn luôn nói với anh ấy muốn gặp vợ lần cuối, cầu xin anh ấy dẫn đường. Hai người đi tới ngã ba, tiểu soái hỏi cây mặt người đi lối nào. Đồ đệ lập tức cảm thấy kỳ lạ, anh ấy chưa từng nhắc tới chuyện cái cây. Người này e là không phải là tiểu soái. Được rồi, vậy vị này cũng không cần phải trốn nữa. Người tây dẫn theo thuộc hạ cầm súng lao lên. Đồ đệ đành phải giơ tay chịu trói. Người này rốt cuộc là ai? Tiểu soái cũng không hề che giấu, hắn nói tôi chính là tiểu soái, nhưng bây giờ phải gọi tôi là Phú Nhị Đại rồi. Buổi tối trời mưa vào mấy năm trước, tôi quả thực gặp phải một hộ gia đình, nhà đó một già một trẻ, nói là gia quyến của hộ giàu nhất trong huyện. Năm đó chiến tranh loạn lạc, thế là cả nhà đó đã ly tán, cho nên nhiều năm qua tên Phú Nhị Đại ngốc này chưa từng được gặp cha, chỉ để lại một cái yếm. Vậy nếu như trừ khử cả hai người họ rồi đem theo cái yếm này thì không phải tôi sẽ trở thành con trai người giàu nhất huyện sao? Lần này anh đã hiểu chưa? Nhưng dường như gần đây lão già đó đã nhận ra rồi, ông ta bắt đầu nghi ngờ tôi, cho nên tôi tới đây để phái người tìm kiếm mạch vàng, thứ hai là bỏ thuốc lão già đó. Bây giờ chuyện đã hoàn thành được một nửa, đợi khi tìm được mạch vàng tôi sẽ hợp tác với người tây này, đến lúc đó cả huyện thành đều là của tôi. Đồ đệ nói anh làm như thế có xứng đáng với vợ anh không? Tiểu soái liền nói cho anh ấy rằng tất cả đều là báo ứng. Ban đầu cha cô ta chính là ông lão đầu video thứ nhất, sống chết không cho chúng tôi ở bên nhau, cho nên tôi mới phải rời bỏ quê hương. Sau đó tôi biến thành Phú Nhị Đại, không báo thù ông ta thì báo thù ai chứ? Hiểu rồi, thì ra ban đầu lão Lý và thôn trưởng giết chết cả nhà ông lão, hung thủ xúi dục phía sau chính là hắn. Tiểu soái, Phú Nhị Đại, người thần bí, toàn bộ đều là một người. Hắn đang hu hoang được một nửa, đột nhiên bị người khác bắn súng. Thì ra là nhị gia. Đúng vậy, vài tên thép diêu kia làm sao có thể cản chân ông ấy chứ? Hai tốp người hỗn chiến trong rừng cây, nhị gia lợi dụng chiến thuật dã chiến và địa hình phát huy ưu thế của thợ săn. Tuy đối phương người đông nhưng ông ấy không hề rơi vào thế yếu, nhưng ông ấy có thể kiên trì, nhưng súng đạn thì không kiên trì nổi. Người tây nhân lúc nhị gia thay đạn chặn ông ấy ở phía sau cây, rồi tung một phát súng bắn trúng chân nhị gia. Cuối cùng thợ săn già cũng gục xuống. Đúng lúc này không biết từ đâu lao ra một con khỉ lớn, con khỉ tung vài cước liền hạ gục toàn bộ đám người này, chỉ còn lại một mình người tây bị truy đuổi tới bên bờ vực. Lần này xem hắn chạy đi đâu, chỉ thấy con khỉ buông người lao về phía đối phương. Bọn họ đã rơi xuống vách đá đồng quy vu tận. Nhị gia nhìn xuống dưới chỉ để lại một câu cảm thán, trọng tình trọng nghĩa,
kể thêm về tiểu soái, hắn ta bỏ chạy lung tung, không ngờ cũng tìm thấy được cây mặt người, nhưng hắn ta cũng nghe thấy tiếng hát, có một người phụ nữ điên ôm con, đi ra từ sau cây, không phải nói là muốn gặp mặt sao, vợ anh ta tới rồi, tiểu soái bị dọa cho phát điên, vừa khóc vừa cười, người phụ nữ điên nó mặc kệ hắn, chỉ liên tục bước ra từ sau cây, âm hồn bất tán, tiểu soái thực sự không chịu nổi nữa, thế là quỳ xuống đất liên tục nói, anh xin lỗi em, xin em đừng đeo bám lấy anh nữa. Tiểu soái đang nói được một nửa, thì bên cạnh lao ra một con rắn, nuốt chửng lấy hắn luôn. Còn người phụ nữ dường như đã hoàn hồn, cô ấy cũng quỳ xuống đất tiếp tục lặp lại câu nói đó. Thì ra không phải anh, quay lại thì sao chứ, người đã thay đổi rồi. Có lẽ giống như nhị gia nói, trong rừng có quy tắc của trong rừng, xấu xa sẽ gặp phải báo ứng. Câu chuyện của họ đã khép lại như thế, không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Đây chỉ là truyền thuyết thường gặp nhất ở Hưng An Lĩnh mà thôi. Trong khu rừng đó luôn có một thợ săn già, mỗi câu chuyện dưới cái cây đó đều là truyền thuyết.